xem nó đưa công an, nó đưa cả xe máy của nó. Ở trên sắp camera mà dân cả. Sắp camera chứ có đéo mốt nhà thơm, nhà chung ơi, như kiểu nhà bà hát, nhà giúp nó đâm ngay cho cửa nhà ấy, chỗ nào nữa mà camera. Nó không cắt đéo hai cái nhà, mình nhớ ráp ra cái đâm ngay trước mặt. Không ấy nó đưa tiền cho bà bắn đỏ. Chính vì bà mà chịu không lấy. Cái hỏi là bà đi lên mà nó phải đi rồi tự nhiên là phải đi 30 triệu đưa cho nó. Không ăn mày không ăn cút. Không ăn vào cuộc. Cái mẹ nó mổ đi nó không vào cuộc. Không mổ ra gì chứ không mổ. Không mổ nó chả mổ đâu bà. Nhớ dòng độ cồn. Mẹ nó tới đấy anh em rút sáng hỏi đi như vậy. Mưa ở đấy có phải là đéo đâu. Ôi trời ơi cơ mày này. Có cơm ở mồm ấy nè. Con đút thôi, con đút mà. Liều thế quá. Kệ nó đút. Cho nó bạo dạn này. Cho nó đỡ phải thèm, nó cứ nhìn nhìn. Nhưng mà nó đưa chuyện cho anh ta cười. Giáp cần 30 triệu. Giáp cần giáp à?
em nó cho vay cái bản là gà gà giáp luôn gà đi, bây giờ nó mà hỏi gà giáp đâu, giáp chỉ hộ thằng Huy với thằng Phương Thủy. Nhìn đẹp á. Ừ. Nhìn đẹp với Phương Thủy. Cái gì á? Rơi hết ở đây. Công an nó giết luôn. Tôi chẳng cần gì đâu. Tôi đẻ ra được con giết luôn. Thằng thứ hai á? Ừ. Nó có đông đi cho nó thả về đi. Mình nghe hả một bên nào?
Anh đang ăn cơm đi rồi. À chắc ăn nắm xôi luôn, tưởng ăn xong rồi. Đám cưới bố mày ông cảm nhận bàn ghế nào giáp tàu cát thôi. Đi qua đến anh đồng cũng là ma tí đúng không? Ma tí đúng không? Ma tí đúng không? Cái đường rẽ là cái hội làm đấy. 22 đi sang. 22 đi sang, 23. Chúng ta không đi đường rồi, ăn cái này rồi. Nhà hoàng bán mấy suất đất cũng được. Tiện đấy. Nhưng như thế bảo vừa thì cũng không có ai lấy giờ lấy lấn đưa ra thì em mới làm được. Như lấy giờ ai làm thì làm không được. Thì chẳng ai nó sợ sợ kia là ngay đầu đi. Nếu cường người không lấn hết ra thì sáng không lấn hết ra sau. Ăn cá đi con, để ăn gì? Ăn, để mai nó canh. Cái tôi thằng này.
Lấy ở chỗ nhà Yến ra, nó bán hàng đối diện thang đấy. Ừ, lấy con mà nhìn này, lấy cái bà gì, như đấy là già thôi. Nó già rồi, thằng này nó già rồi, nó phải đến 65, 66 rồi. Lý ạ. Ừ, chắc phải là Lý rồi. Thấy em nó cũng hiếm mà, cho các bạn như đúng mà. Chồng bà Lý không? Chồng bà kia ở bên ấy rồi mà. Chồng dưới thằng bên đồng thôi. Chồng đồng thằng bên đồng. Quan hết mất rồi. Hay hát cùng đỡ thằng bên kia lại. Hay hát cùng đỡ thằng bên kia lại. Ăn hết rồi. Thì có vẻ thằng Vinh với chồng anh với tôi nhiều tuổi lắm rồi, 87 tuổi đây, mấy đứa anh em rồi con là bác sĩ trong phòng ấy, anh để anh biết máu rồi, mình đương là có thể anh dung đóng bị chết cô thì như này là bác sĩ chết mẹ anh không có cái máy rồi, anh em là 67, 68 rồi, chết già lắm rồi, chồng là Lý, không chồng là Lý thì mới chỉ 62, 63 thôi, thật ra anh là chồng là Lý. Nè. Ừ, hay mà cho nó ăn thịt mẹ nó nhẹ không? Tí thôi, tí thôi. Không rồi. Tí thì thịt mẹ à. Một rắc. Mà cho nó. Cho nhà cho đỡ buồn. À ăn nha. Ừ, mau cho ăn cơm nhé. Ăn không? Hò đấy, hò đấy. Ăn chậm thôi. Để Linh mà bị mẹ không nuốt rồi phát ra khóc lại lại nuốt. Cứ đi mua cơm canh kia. Rồi đây. Lại canh nhà bà Nhạn 200 đồng. Mẹ ăn hồi xưa chỉ có 500, chứ làm béo 200.
cũng tưởng có là 200 tí mà có nhiều đâu, hội trẻ con ăn đáng mấy. Cứ mua về là đi trẻ, đi tả phát rồi đi trẻ. Đi 80 năm nay, 27 năm là vẫn được. Nào, hồi duyên nó còn ăn đẻo lắm, nó cứ sang xin nước dưa nhiều viện nhạn ăn cơm xong rồi nó lấy tiền cất đi nó mua đồ ăn. Điếm bao nhiêu nhỉ? Không biết 2.000 hay mấy nghìn nhỉ mẹ nhỉ? À đâu, có 1.000 đi chứ, con nhớ mẹ đưa con 1.000 con xuống ăn. Đâu 1.000. Không, bát bún của con cơ. Chứ con mình nhỉ? Con nhớ cái năm 2006 con đi ăn ở Cống Trắng có 2.000 bát bún. 2006. Ở cái Đông Dương Đông Thọ này có 5.000 mét bún cũng có thịt. Nhưng mà bát nó bé thôi, bát nó bé bằng đây rồi. Nhưng mà nó cứ bôi ra như kiểu bát ô tô. Thịt băm. Ăn cho ngậy nhỉ? Anh ơi! Vì anh ơi! Để nắm chơi nhỉ? Rồi tí về làm gì làm, cứ đi khám bệnh trước đã. 6 giờ hơn nọ khám bệnh rồi. Khám cái gì? Khám xem mùa nó đang quay video mình đi đúng mà. Da nó đau mà. Cấm nào thì không đau. Cái này không đau nữa à?
cứ vút đầu mẹ. Thắm lâm hoa cũng được mẹ. Đầu phi lê. Lâm hoa máy em học hiện đại em còn toàn khám lấy. Quan trọng là nó đang học y nữa. Đọc y có vẻ lâu hơn lâm hoa. Lâm hoa bệnh cái nào mẹ cũng đi được ở đấy. À, đau ngoài này. Bà đang ăn mà. Đưa cho anh kìa. Ôi dưới kìa. Anh ơi, anh bé đó mà để chị đi, chị nó không bì. Đầu cuối chứ thầy. Tao nói năng gì đâu, tao bảo nó xin cái gì đứng lại như gì. Đó, bác Hường, bác Hường, bác Hường ấy. Anh ơi, dạ ông ngoại đến rồi nhỉ? Cháu ông vào nhóm nhảy, nhóm nhảy bà thơm. Cũng như là con cổ gần đây. Bắt đầu ông lại lôi hết ra bây giờ. Địt mày à mày mày lườm cái đầu đuôi tao mày lườm cái gì? Địt mày à mày tao vả cho mày cái mày cái chửi đi không mày lườm đó. Mày vấp như cái mày à mày. Kể cả nhá mày cầm tiền mày dám chấp lắm nè trước mặt tao. Tôi nói gì là biết một chàng à, bốn tài. Kêu thằng đấy nó không bạo nhỉ, chứ cái mi tao còn lâu. Hay ăn cá này. Thế mày ăn nốt đi. Còn ăn mơ mỡ thì thích. Ăn đi. Ăn đi con ăn nốt được cái mơ mỡ này. Bây giờ mà tiền dương mà không nghe tiếng chửi là cổ phải có vấn đề ấy. Đúng rồi, chết dở rồi, hay ông mới cắt trứng giáp đúng không? Vẫn ngon hơn ngày bình thường. Tao lúc nào mất tiền người ta cứ vẫn ngon. Tối bắt ốc đi chứ. Mời mọi người ăn thóc của mình nha. Cho anh ăn thóc đi. Còn tự dưng mình đi nhà phóng sinh cho mình lại bê về nhà mình nuôi. Mời mọi người ăn thóc cùng nhà mình nha.
giờ chốt luôn. Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu? Không lấy gì thì nó quay cho bà luôn. Nhà này là bà xuống đây rồi. Bà xuống làm gì đấy? Xuống đây bà ở bà chơi. Nè em ơi. Ở nhà thì bà không ở đâu. Cuối tháng là trả bà. Không gửi ai lấy được ở canh. Mẹ mẹ tao thật mày bà xuống đây mày sao bà chứ cũng thấy tao lại đi chị tao lên rồi. Bố theo dõi rồi đấy. Anh ạ, bố theo dõi rồi. Lấy từ chùa cho chị Oanh. Nó đói đấy. Nó đói đấy. Gần nhớ rồi. Ăn đồ đi. Cá bố thì nó hóc. Nếu ăn nữa thì nó hóc. Ăn đồ nữa. Nó đói, kiểu đói mà. Nó không nhảy nó cay. Xong rồi. Thôi.